kính mời quý tín giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 6 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Sự tích lễ Vu Lan. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5. quý vị là tín đồ phật giáo tại sao không biết chuyện lễ vu lan có người nói tôi là ngoại đạo nhưng những chuyện của phật giáo tôi còn biết nhiều hơn quý vị tín đồ phật giáo đây quả thật là một thứ ngoại đạo kỳ lạ nếu có người không thích nghe chuyện lễ vu lan tôi có thể kể chuyện khác ví dụ chuyện hy Ma lạp sơn quý vị thích nghe chuyện gì mọi người trả lời chuyện hy Ma lạp sơn tín đồ phật giáo không thích nghe chuyện lễ vu lan lại thích chuyện hy má lạp sơn quý vị còn ngoại đạo hơn tôi nữa đối với tôi mọi tôn giáo đều như nhau khai ngộ rồi sẽ rõ nhưng vì chúng ta là tín đồ Phật giáo nên cần phải hiểu rõ một vài câu chuyện về Phật giáo để khi có người khác hỏi chúng ta còn biết trả lời hiểu biết một tôn giáo là đủ độ người rồi biết một hai bộ kinh cũng được không cần biết nhiều mà chỉ cần cả đạo đức là đủ nếu tu pháp môn quán âm thì không còn gì hơn nữa phật thích ca lúc còn tại thế có một vị đệ tử tên là mục kiền liên thần thông quảng đại đạt được lục thông lục thông là gì vậy thứ nhất là thiên nhãn thông thứ hai là thiên nhĩ thông dù quý vị nói những chuyện nhảm nhí gì ông đều nghe đều biết ông có thể nghe những chuyện trên thiên đường dưới địa ngục nên gọi là thiên nhĩ thông Túc mệnh thông là biết quá khứ hoặc những sinh hoạt đã xảy ra trong quá khứ một cuộc đời. Ngoài ra còn có thần túc thông, tha tâm thông, lậu tận thông, vân vân. Có một ngày, ông dùng thiên nhãn thông nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ của ông sau khi chết bị đầu thai làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Tiếng Phạn gọi là Preta. Trong kinh điển miêu tả rằng bụng của ngạ quỷ rất lớn cuốn họng lại rất nhỏ. Như kim vậy, nên muốn ăn cũng không được. Do đó, mỗi ngày rất đói khổ. Dù có người cúng dường, chúng cũng không sao ăn được. Bởi khi chúng nhìn thấy nước, nước liền biến thành máu. Nhìn thấy cơm, cơm liền hóa thành lửa, vô cùng đói khát. Tại sao có những người trở thành ngạ quỷ? Bởi vì lúc còn sinh tiền, họ tham lam không chịu bố thí họ ích kỷ, không có lòng vị tha với người ngoài, lại bất hiếu, không cúng dường cha mẹ và đối với con cái cũng không có lòng thương yêu, lo lắng, còn không cho chúng học hành tử tế vân vân. Những người tham lam ích kỷ này không bao giờ biết bố thí cho những người ăn mày, thậm chí còn bạc đãi, đánh đập la mắng những người yếu đuối cần được giúp đỡ vân vân. Những người như vậy sẽ trở thành ngạ quỷ đây là chuyện tôi nghe được. Không phải tôi muốn làm cho quý vị hoảng sợ. Quý vị không muốn bố thí cũng không sao. Đó là vấn đề cá nhân. Không ai có thể bắt ép quý vị làm điều gì. Muốn bố thí thì bố thí. Không muốn thì thôi. Tiền bạc là của quý vị. Một kiền liên thấy mẹ của mình thành một trong những ngạ quỷ. Đương nhiên ông vô cùng đau xót và không biết phải làm thế nào để an ủi mẹ của mình ông dùng thần thông bay xuống địa ngục, cầm một bát cơm với sơn hào hải vị và đưa cho mẹ mình ăn. Bà không sao nuốt vào được, bởi vì cơm lập tức biến thành lửa. Nuốt vào thì vô cùng đau đớn, không ăn thì đói khát, mà ăn vào lại càng đau đớn hơn. Vậy phải làm sao? Một kiện liên vô cùng đau khổ, về kể lại với Phật, Phật cũng bó tay. Chúng ta thường nghe nói, Phật có lực lượng rất lớn, có thể cứu được nhiều người và giúp họ giải thoát. Vậy tại sao ngài lại không có cách nào để cứu? Quý vị có biết vì sao không? Đương nhiên Phật có cách, nhưng không thể chỉ dựa vào một mình ngài là đủ. Lát nữa đây, tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Phật, thần thông quảng đại, muốn bay lên thiên đường thì lên thiên đường, muốn xuống địa ngục là xuống địa ngục. Lực lượng của ông rất lớn, lực lượng của Phật cũng rất lớn, nhưng không có cách cứu mẹ của Mục Kiền Liên. Bởi lúc bà còn sanh tiền đã phỉ bán tam bảo, phỉ bán thầy của Mục Kiền Liên, nghiệp chướng rất nặng. Phỉ bán tam bảo tức là không tin tưởng vào vị sư phụ, vào giáo pháp và đoàn thể tăng chúng của vị sư phụ ấy. Ngoài ra, bà vô cùng tham lam và hung dữ, đã không cúng dường lại còn phỉ bán và đối xử với người khác không tốt sau khi rơi vào địa ngục tâm bà cũng không chịu sửa đổi lúc mục kiền liên dùng thần thông đưa cơm cho bà ăn lòng tham của bà nổi dậy bà dùng tay che cơm lại vì sợ những ngã quỷ khác đến ăn mất tuy ở địa ngục mà tâm bà cũng không hối cải vẫn không tôn kính tam bảo vẫn không dứt được lòng tham cho nên dù mục kiền liên có tận lực giúp đỡ bà cũng vô ích hiểu không chỉ dựa vào lực lượng của một người thì không đủ, bà cần phải sửa đổi bên trong chứ không phải sửa đổi hoàn cảnh bên ngoài là được. Khi Mục Kiền Liên đưa cơm và thức ăn cho bà, vì ăn không được, bà mới bắt đầu hối hận. Rất có thể Mục Kiền Liên đã giải thích cho bà nghe. Mẹ ở đây đợi con đi tìm Phật giúp đỡ, chỉ có Phật mới có thể cứu được mẹ. Rất có thể lúc đó, tâm của bà mới thức tỉnh bắt đầu có chút lòng tôn kính phật bà đã khổ quá rồi con mình đem cơm đến cho ăn mà bà nuốt cũng không vô lúc đó bà mới phát tâm một thoáng dây khắc tôn kính phật và cầu xin phật bên trong giúp đỡ bà và lúc đó phật mới có thể can thiệp vào khi mục kiền liên trở lại cầu cứu phật phật mới nói rằng đợi một lát ta sẽ tìm cách nếu như mẹ của một kiền liên không hối cải, không cầu Phật, Phật cũng không thể giúp đỡ được. Tôi thường nói với quý vị, quý vị phải tự giúp chính mình. Tôi không thể giúp gì cả, nếu quý vị không cầu thì tôi không thể làm gì được. Quý vị không tôn kính pháp, tôi cũng không thể truyền cho. Quý vị không tin tưởng tôi, tôi cũng không có cách nào để giúp đỡ quý vị, hiểu không? Tu hành tức là tự tu tự độ tuy nói là tự tu tự độ nhưng cũng cần phải có minh sư nếu chúng ta muốn tu lại không biết cách tu thì cần phải có minh sư chỉ đạo họ sẽ dạy chúng ta nhưng chính chúng ta cũng phải tự thực hành sẽ không có ai cứu chúng ta dù chúng ta ở một cảnh giới nào ngoại trừ lúc đó chúng ta cầu xin được cứu giúp tôi thường nói lúc quý vị gặp khó khăn hoặc có chuyện gì xảy ra cần phải cầu sư phụ thì sư phụ mới có thể giúp đỡ được. Nếu không, sư phụ không thể can dự vào, chỉ đứng nhìn mà thôi. Ví dụ, lúc quý vị gặp tai nạn xe cộ, nếu không cầu tôi, tôi sẽ không thể giúp đỡ quý vị được. Bởi vì tôi không thể can thiệp vào chuyện của người khác. Cũng không hẳn là không được, nhưng vì vũ trụ có luật pháp của vũ trụ, và Phật Bồ Tát rất tự tại, họ để cho chúng sanh tự nguyện và tự ý làm. Các ngài không chủ động, không cưỡng ép và cũng không dùng ám thị để buộc người khác tu hành hoặc làm những chuyện đạo đức. Chúng sanh cần phải học những bài học của họ. Phật Bồ Tát đợi khi thời gian đến mới có thể cứu được họ. Tất cả chúng sinh đều là Phật Bồ Tát, cho nên tôi thường dạy quý vị về nhà hãy hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với vợ chồng. Dù họ có tâm ấn hay không tâm ấn, họ đều là các vị Phật Bồ Tát tương lai. Lúc chưa thọ tâm ấn, chúng ta cũng giống họ vậy. Không phải lúc đó chúng ta là người xấu, mà chỉ vì cơ duyên chưa đến mà thôi. Nếu có người đối xử với chồng con không tốt, tôi sẽ không vui và sẽ la dày người ấy, bởi vì làm vậy là vô minh, không phải khai ngộ vì ngộ nhận giáo lý của tôi nên mới cư xử như vậy sau khi khai ngộ đối với chồng vợ của mình lại càng tốt hơn với cha mẹ sẽ càng hiếu thảo hơn vì đã biết rằng họ là những phật bồ tát tương lai chỉ cần tâm ấn là họ giống chúng ta ngay hiểu không họ cũng có những bảo tàng chỉ chưa được khai mở tiền của họ vẫn để trong ngân hàng chưa đem ra dùng thật sự họ cũng giống chúng ta khi chúng ta chưa khai ngộ chưa tìm được minh sư như vậy khi họ không muốn ăn chay tại sao chúng ta lại ép họ ăn ăn chay không thể thành phật những loại vật như bò ngựa voi tuy cả đời ăn chay nhưng cũng không thể thành phật vậy không nên cưỡng ép người khác họ muốn ăn mặn thì để họ ăn họ muốn uống rượu thì mua cho họ uống nhưng phải nói với họ rằng em biết thứ này không tốt. Vì lo lắng cho sức khỏe và linh hồn của anh, em mới nói để anh biết. Đây là thuốc độc. Nhưng nếu anh vẫn muốn uống, em sẽ tôn trọng ý thích của anh. Anh muốn làm gì cũng được. Muốn tu thì tu. Không muốn tu cũng không sao. Chúng ta không nên đem ý thích của mình ép người khác và chấp nhận. Hiểu không? Khi người ta ép chúng ta ăn thịt, chúng ta không thích. Tại sao chúng ta lại buộc người ta ăn chay? Điều là cưỡng ép cả bất luận tốt xấu chỉ cần cưỡng ép người khác là không nên rồi cưỡng bắt người khác sẽ gây ra nhiều tranh chấp làm cho gia đình bất hòa chúng ta tu hành cũng không yên người nhà sẽ càng ngày càng xa cách chúng ta họ sẽ nói anh tu hành càng ngày càng tệ tôi không thể tin tưởng anh được chúng ta vốn muốn độ họ rốt cuộc lại trở thành hại họ đây là kết quả của việc chúng ta cưỡng ép người điều này cho thấy chúng ta không có tấm lòng cởi mở và vẫn chưa được tự tại nếu có thì dù người khác làm gì đối với chúng ta cũng không quan hệ chúng ta cần phải dùng phương pháp nhu hòa để thảo luận với họ nếu họ không tiếp nhận ý kiến của chúng ta thì đó là quyền của họ mọi người đều có quyền lựa chọn tu hành hay không hoặc tin phật giáo hay tin thiên chúa giáo chúng ta không được xúc phạm đến tự do của người khác hiểu không Phật Bồ Tát cũng vậy. Nếu như chúng ta không cầu khẩn các ngài, các ngài cũng không thể giúp đỡ. Không cầu khẩn tôi, tôi cũng không sao giúp được, hiểu không? Nếu không yêu cầu tôi truyền tâm ấn, tôi cũng không ép và cũng không nói gì. Quý vị muốn làm gì thì làm, không quan hệ tới tôi. Thế giới có quá nhiều người, tôi làm sao lo cho hết. Bao giờ mới có thể đổ xong? nếu có thể độ hết chúng sanh, Phật đã làm rồi. Chúa Giêsu đã độ xong rồi. Không phải đợi đến thời kỳ mạt Pháp này mới đến độ chúng sanh. Vào thời kỳ mạt Pháp, chúng sanh rất khó độ. Thời đại của Phật Thích Ca là thời đại Hoàng Kim. Trong thời chánh Pháp, Ngài còn không thể độ được hết, thì huống chi bây giờ? Làm sao chúng ta độ được tất cả mọi người? Hơn 2.500 năm trước đây, Chúa Giêsu đã đến Ngài cũng không thể độ hết chúng sanh, bây giờ làm sao chúng ta có thể thực hiện điều này được? Cho nên, đừng để ý đến chuyện này, nếu có người muốn cùng chúng ta tu hành, đương nhiên chúng ta sẽ hoan nghênh họ. Nếu họ không muốn tu hành với chúng ta, chúng ta cũng giữ tinh thần hòa nhã để họ được tự do tự tại. Ếch là ếch, trùng là trùng. Chúng ta không thể đem trùng biến thành ếch chúng sẽ đau đớn. Nếu chúng ta đem kéo dài con trùng, biến nó thành con rắn, nó sẽ chết ngay, hiểu ý không? Trong vũ trụ này, vạn vật đều có quyền tự tại, tự quyết, không một ai có thể ép buộc người khác phải làm theo ý mình. Cũng cùng một tình trạng, tại sao một kiện liên tu hành tốt như vậy mà mẹ của ngài lại phải xuống địa ngục? Bởi vì hai ý thức khác nhau, một bên là hướng về Phật, muốn giải thoát, còn một bên muốn ràng buộc vào thế giới vật chất. Bỏ không nổi, mẹ của một kiền liên đã lựa chọn con đường này, nên Phật Bồ Tát phải để cho bà đi, một kiền liên chọn con đường giải thoát, nên Phật Bồ Tát mới đưa ông lên. Bây giờ trở lại chuyện của Mục Kiền Liên, khi ông về nói với Phật, Phật nói: "Người này rất khó độ vì có nghiệp chướng rất nặng." và hạ ý thức vẫn chưa sửa đổi. Bà vốn không tin tưởng Phật, còn phỉ bán Phật, nên không có cách nào độ bà được. Cũng như ánh sáng ở chỗ này, nhưng quý vị quay lưng về phía ánh sáng, đương nhiên quý vị sẽ không thấy. Chỉ cần quý vị xoay mặt trở lại là thấy ánh sáng ngay. Chúng ta đều biết, Phật Thích Ca có một người đồ đệ đã từng sát hại tới 99 người mà Phật Thích Ca vẫn có thể độ và giúp ông này trở thành A-La-Hán. Quý vị có biết tại sao mẹ có một kiền liên nghiệp chướng lại nặng hơn kẻ giết người này không? Mọi người đáp, không biết. Vừa rồi tôi có giảng qua, có liên hệ đến hạ ý thức và tâm của chúng ta. Một khi tâm đã chuyển đổi thì tất cả nghiệp chướng đều tiêu tan. Cho nên tôi thường nói, tâm ấn rồi, năm đời được siêu sanh, vì chúng ta có liên hệ với họ, chúng ta được giải thoát, thì tự nhiên họ cũng được siêu sanh. Ngoài ra, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quý vị cũng không còn nữa. Tại sao vậy? Chỉ cần trong một giây khắc ý thức được sửa đổi, thì tất cả mọi thứ đều được rửa sạch. Cũng giống như máy thâu âm của chúng ta vậy. Tuy chúng ta thâu đã nhiều ngày, ghi lại rất nhiều việc, nhưng khi chúng ta không muốn lưu giữ nữa chỉ cần nhấn một cái nút thì tất cả sẽ được xóa bỏ. Có phải như vậy không? Tại sao Phật Thích Ca không thể cứu được mẹ của một kiền liên? Bởi vì nghiệp chướng của bà quá nặng và tự bà không chịu sửa đổi. Nhưng lúc ở địa ngục quá đau khổ, bà có thay đổi một ít. Rất có thể trong giây khắc đó bà cầu Phật giúp đỡ. Nên lúc ấy Phật mới nói, Được, ta sẽ tìm cơ hội giúp bà. Phật Thích Ca chỉ dạy Mục Kiền Liên phải làm sao. Ngài nói, lực lượng của một mình anh không đủ, cần phải đợi đến khi thập phương tăng chúng họp lại, kết hạ an cư, vào ngày 15 tháng 7 cúng dường cho họ, cầu họ giúp đỡ. Tăng chúng là gì vậy? Là những người tu hành. Trong kinh điển, Phật Thích Ca cũng có nói, tăng chúng tức là Phật Bồ Tát, A-La-Hán, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, vân vân Phật Bồ Tát không phải là chỉ có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu ni mà thôi. Người tại gia cũng có thể là Phật Bồ Tát. Quý vị tu với tôi đều là Bồ Tát, bởi vì quý vị cũng có thể nghiệm của Bồ Tát, phải vậy không? Quý vị có thể nghiệm của A La Hán, nên quý vị cũng là A La Hán. Hôm nay, tôi còn muốn nói cho quý vị nghe, Phật Bồ Tát là gì? Phật Bồ Tát là bên trong đã được sửa đổi. Không phải chỉ bên ngoài, hiểu không? Nếu bây giờ họ mặc những y phục giống như Phật Thích Ca hay là quán thêm Bồ Tát, thì chúng ta nhìn nhận họ là Bồ Tát bởi chúng ta đã quen thuộc với những hình dáng này rồi. Nhưng nếu họ mặc quần áo cao bồi hoặc những bộ quần áo thể thao trông không giống Phật Bồ Tát, phải không? Thật ra, dù cho họ mặc y phục gì, họ vẫn là Phật Bồ Tát Bồ Tát cũng như người bình thường, nhưng sự khác biệt là bên trong của họ đã thay đổi, từ hạ ý thức, tinh thần và đẳng cấp được sửa đổi, trí huệ cũng được khai mở. Lúc đó, Phật bảo Mục Kiền Liên, anh phải đi cúng dường các vị Phật Bồ Tát và tăng chúng ấy, bởi vì họ không phải là những kẻ phàm phu bình thường, mà là những người đặc biệt. Sau khi kiết hạ an cư, họ sẽ có rất nhiều công đức kiết hạ an cư là gì vậy vào ba tháng mùa hè mọi người họp lại ngồi thiền với nhau họ cùng với thầy hoặc những người lãnh đạo học hỏi một số giáo lý thâm sâu trao đổi kinh nghiệm khi nói học không phải chỉ đọc kinh không thôi mà là học bên trong lúc ngồi thiền có thể nghiệm có cảnh giới hiểu không học là học những thứ này họ trao đổi những điều hiểu biết cho nhau hoặc hỏi thầy của họ điều này ý nghĩa là gì con tu như vậy có tiến bộ hay không, con có cảnh giới này thuộc về đẳng cấp gì, vân vân. Đó tức là học. Ngoài ra, còn phải có lòng sám hối. Trong ba tháng này, phải thành tâm sám hối, tinh tiến, tu hành, thân khẩu ý đều thanh tịnh. Ngoại trừ những việc cấp bách, họ cố gắng không ra ngoài để tránh sự phiền hà. Nếu phải ra ngoài, họ cũng sớm trở về và cũng không ra ngoài để đến quán cà phê vân vân, thiền thất hay nhập thất cũng vậy, mọi người hợp lại, chuyên tâm tu hành, tưởng nhớ đến Phật, đến Pháp, đến tăng, nghĩ đến những chuyện tu hành mà không nghĩ đến những chuyện xô bồ của thế tục, đó tức là bế quan. Kiết hạ an cư là vào mùa hè an cư ở một nơi nào đó, thật yên tĩnh, không di chuyển, không đi giảng kinh, cũng không đi thọ bác. Tại sao vậy? Bởi vì mùa hè, ở Ấn Độ trời mưa nhiều, Pomosa cũng vậy. Mùa hè mưa nhiều, gió bão cũng lắm. Phật Thích Ca thấy đệ tử của mình vào mùa này ra ngoài thọ bát khổ quá, nên để mọi người hợp lại với nhau, nhận cúng dường cũng được. Vả lại, mùa hè có rất nhiều côn trùng, nếu đi bộ bên ngoài nhiều sẽ sát hại chúng. Cho nên, Phật Thích Ca mới quy định đệ tử của mình phải kiết hạ an cư. Lại nữa, nếu mọi người hợp lại tu hành trong vòng 3 tháng, sẽ có rất nhiều lực lượng, có thể dễ dàng độ chúng sanh cả năm. Cũng giống như hàng ngày, quý vị làm việc siêng năng, lúc nghỉ ngơi mới có tiền xài, phải không? Lúc đó, dù quý vị không đi làm, vẫn có tiền để dùng. Cho nên có 3 tháng kiết hạ an cư là để dành lực lượng, để dành công đức về sau có mà dùng tôi và một số đệ tử vừa rồi cũng đã kiết hạ an cư một thời gian hôm nay mới đem ít công đức tu hành ra dùng và mời quý vị đến đây có những tặng vật chúng ta có thể thấy được ví dụ tôi cho quý vị một quyển sách quý vị có thể nhìn thấy cho quý vị một đố hoa quý vị cũng có thể sờ được gửi được nhưng nếu tôi cho quý vị công đức quý vị không thể nhìn thấy được nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy được. Ví dụ, có người sau khi gặp tôi, về nhà thì hết bệnh. Tôi chỉ nói ở đây cho quý vị nghe mà thôi, không nên ra ngoài quảng cáo. Ý của tôi là, tuy chúng ta không nhìn thấy công đức, nhưng nó vẫn hiện hữu để ảnh hưởng chúng ta về vật chất lẫn tinh thần. Có những người khi vừa nhìn thấy Phật Bồ Tát liền khai ngộ. Có người nhìn thấy đại sư phụ thì khai ngộ. Vì các vị này có nhiều công đức, có những lực lượng vô hình mà ta không nhìn thấy được, hiểu không? Cho nên chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào vật chất mà thôi. Không phải những gì thấy được mới có ích, còn nhìn không thấy thì không có ích. Chúng ta đã biết, hiện nay khoa học gia cũng đã chứng minh rằng có thế giới vô hình. Đây không phải là điều mê tín. Chúng ta không cần nói đến ma quỷ vô hình mà hữu hình như vi khuẩn chẳng hạn. Chúng ta không thể dùng mắt thường, phải dùng kính hiển vi mới thấy rõ ràng, hiểu không? Cho nên những gì chúng ta không nhìn thấy được chưa hẳn là không hiện hữu. Tôi nói để quý vị hay, những vật nhìn thấy được là những vật thô tạp vô ích nhất, những gì càng vi tế, càng không dễ thấy và lực lượng của nó càng lớn hơn. Quý vị thấy một tảng đá vừa nặng vừa cứng, nhưng chỉ cần một dòng nước mỗi ngày sôi mòn một ít, về sau tảng đá sẽ không còn nữa, phải không? Gió cũng vậy. Tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng gió có thể thổi nước, các cây cổ thụ, những tảng đá và những đồ vật lớn hơn, cứng hơn, vân vân đi mất. Ở Formosa, gió bão nhiều, mọi người đều biết đến sức mạnh của gió. Gió có hình tướng không? chúng ta có thể sờ thấy không có thể đem gió bỏ vào trong bị được không có thể đem gió bỏ vào ngân hàng năm sau lấy ra dùng lại được không không thể được nhưng gió có thể làm được rất nhiều chuyện ví dụ nếu chúng ta không cẩn thận thì ngay cả căn nhà này cũng có thể bị gió cuốn đi có phải như vậy không cho nên những vật vô hình còn lợi hại hơn và có sức mạnh hơn những vật hữu hình như trên đã nói công đức tu hành là một điều bất khả tư nghị cho nên từ xưa đến nay chúng ta đều tôn kính những bậc tu hành vì chúng ta biết công đức và lực lượng tu hành của họ như thế nào trước đây có một vị quốc vương rất hung ác nhưng khi biết được giáo lý nhà phật rồi thì trở nên một người tốt ông rất tôn kính phật giáo vì ông đã đạt được nhiều ích lợi khi nói đến phật giáo không phải chỉ nói đến đọc kinh mà thôi. Đương nhiên, ông được truyền pháp. Ngồi thiền, ông biết được đẳng cấp của mình. Lên tới cảnh giới cao, nhìn thấy Phật Bồ Tát, vân vân. Cho nên, ông rất cảm kích. Mỗi lần ra ngoài, thấy các vị tu sĩ, ông đều xuống xe đảnh lễ. Một vị công thần thân tín của ông nhìn thấy vậy, lấy làm khó chịu, nói với vị vua rằng Hoàng thượng, địa vị của ngài là cao nhất trong quốc gia, còn họ dù sao đi nữa cũng chỉ là công dân của Ngài, chỉ là một thức ăn mày thở bác mà thôi. Tại sao mỗi lần gặp họ, Ngài đều cúi đầu đến lễ vậy? Hai thằng cảm thấy khó chịu vô cùng. Vị quốc vương không nói gì. Khi trở về Hoàng Cung mới nói với các vị đại thần rằng Quý vị giúp ta bán một số đồ vật, gồm đầu các xúc vật và đầu người. Các vị đại thần bằng lòng vị quốc vương trao cho mỗi vị một cái đầu. Người thì bán đầu heo, người thì bán đầu bò, người thì bán đầu thỏ, đầu gà, vân vân. Còn vị đại quan không muốn nhà vua đảnh lễ các vị hòa thượng, được giao bán một cái đầu phạm nhân. Đầu của các xuất vật như bò, heo, gà, cá đều bán được. Chỉ còn cái đầu người thì không bán được và được đem về trao trả lại cho nhà vua. Vị quốc vương lúc ấy mới hỏi vị đại thần tại sao lại không bán cái đầu người này được vị đại quang mới trả lời rằng cái đầu người này không có một chút giá trị nên không ai muốn mua đầu bò đầu heo còn có thể ăn hoặc làm chổi đầu heo đầu gà có nấu canh ăn được nên bán được còn cái đầu người này thật vô dụng không có một chút giá trị gì hết nhà vua liền hỏi vị đại quang Bất cứ cái đầu người nào cũng vô giá trị hay sao?" Vị đại quan trả lời không chút đắn đo suy nghĩ. "Vâng, bất cứ cái đầu nào cũng vậy." Nhà vua liền hỏi tiếp, "Cái đầu của ta cũng vô giá trị sao?" Vị đại quan không dám trả lời. Nhà vua tiếp tục hỏi, và cuối cùng vị đại quan phải nhìn nhận, "Vâng, cái đầu của bệ hạ cũng không có giá trị gì. Xin lỗi." Đến lúc đó vị quốc vương mới nói Bây giờ ngươi đã biết Ta dùng vật vô giá trị này Đảnh lễ những người có công đức Thì tại sao lại không được Cái đầu này vốn không có giá trị Ngươi còn ngăn cản ta để làm gì Ngươi chỉ thấy bề ngoài của các vị tu hành mà thôi Họ nghèo khổ, không tiền bạc Giày dép, thân hình bé nhỏ Nhưng ngươi không biết rằng Họ có vô lượng công đức và uy lực nên người mới dám quấy nhiễu ta, không để ta đành lễ họ. Về sau, không được làm như vậy nữa. Đến lúc đó, vị đại thần mới học được một chút đạo lý. Lực lượng từ sự tu hành không thể dùng bất cứ vật gì để đo lường được. Cũng không thể nhìn từ bên ngoài mà biết được. Chúng ta thấy Lão Hòa Thượng Quảng Khâm rất nổi tiếng. Nhưng ông vừa ốm lại vừa nhỏ, đi đứng lanh lẹ. dáng dấp không oai nghiêm phải không? một số người nghĩ rằng phật thì phải trang nghiêm cao lớn mập mạp giống như một ông vua vậy không có tôi nhìn thấy họ thường quảng khâm đi bộ rất dễ thương giống như một em bé vậy những người tu hành cần phải trở thành những em bé dễ thương và không chút ngã mạn làm việc gì cũng tự nhiên khiêm tốn vô ngại và không cố ý chúng ta không thể nhìn bề ngoài của một người mà phải coi họ có tu hành hay không hiểu không Phật Thích Ca bảo Mục Kiền Liên đi cầu những người có tu hành, nhờ họ giúp đỡ, cúng dường thức ăn, ngũ quả bách vị, quần áo, đồ dùng hàng ngày, hay là những chiếc võng nhỏ. Trước đây, những người Ấn Độ khi ra ngoài đều dùng những chiếc võng nhỏ này, buổi tối treo lên cây ngủ, các vị hòa thượng cũng vậy. Thói quen này đến bây giờ vẫn còn. Cúng dường những phẩm vật này để các vị tu hành dùng, sau đó họ sẽ hợp lực lại giúp đỡ. Như vậy, mẹ của Mục Kiền Liên mới được cứu. Chỉ có một mình mẹ của Mục Kiền Liên thôi, tại sao phải dùng lực lượng của nhiều người mới có thể cứu được? Tại sao năm đời không thể được siêu sanh? Thật ra, năm đời đều được siêu sanh, chỉ còn sót lại mẹ của Mục Kiền Liên. Vì nghiệp chứng của bà quá nặng, và lại không tự nguyện sửa đổi. Hiểu ý của tôi không? Trong năm đời được siêu sanh này, chưa hẳn tất cả mọi người đều được siêu sanh, rất có thể 80% được siêu sanh, còn sót lại một hai người như trường hợp mẹ của Mục Kiền Liên vậy. Nếu như Phật Thích Ca không nói, như tôi đã nói, năm đời siêu sanh thì tại sao Mục Kiền Liên không nhìn thấy cha, thấy chú của ông, hoặc anh em, bà con, bạn bè? mà chỉ thấy có mỗi mẹ của ông còn ở lại. Chỉ vì bà quá ngoan cố, nghiệp chướng nặng, không chịu sửa đổi ý thức của mình nên phải chịu ở lại địa ngục một mình. Quý vị đừng nghĩ rằng Phật Thích Ca không nói đến năm đời siêu sanh. Ngài không những nói đến năm đời mà còn nói chín đời. Nhất nhân chứng đắc, củ hiền thăng. Giáo lý của tôi cũng giống như của Phật Thích Ca vậy. Chúng ta hãy ghi nhận điều này. Nếu như năm đời không được siêu sanh, một kiền liên đã tìm thấy cha chú, nội ngoại, cô dì của mình tại địa ngục rồi phải không? Tại sao không thấy những người này mà chỉ thấy duy nhất mẹ của ông mà thôi? Bởi vì mẹ của ông nghiệp chướng quá nặng, nên phải dùng tất cả lực lượng của tăng chúng hợp lại, đem lực lượng kiết hạ an cư cho bà mới cứu được bà. Hơn nữa tâm của bà lúc ấy đã bắt đầu xoay chuyển nên mới có thể cứu được nếu như bà vẫn một mực cứng rắn thì không ai có thể cứu bà được ngay cả phật cũng đành bó tay và dù có đem tất cả lực lượng của tăng chúng cho bà cũng vô ích tâm của con người rất mạnh cho nên mới có câu nhất thiết vi tâm tạo nếu chúng ta chuyển được tâm của mình thì cả thế giới sẽ biến đổi nếu chúng ta không chuyển được tâm của mình thì dù làm việc gì, ví dụ như sửa đổi xã hội hoặc bố thí cũng đều vô ích. Cho nên tâm rất quan trọng, lực lượng của tâm rất lớn, có thể tạo ra thiên đường, phá địa ngục, tất cả đều do tâm cả. Tâm đây không phải chỉ trái tim trong thân thể mà là tư tưởng của chúng ta, hạ ý thức, sự suy nghĩ, niềm tin, tư tưởng bên trong, lòng kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta muốn gì sẽ được như vậy, nhưng không nhất thiết là mỗi ý nghĩ của chúng ta sẽ phải trở thành sự thật. Nếu chúng ta chưa biết dùng lực lượng này, chúng ta tu hành nhiều, khai mở được lực lượng bên trong thì về sau chúng ta muốn gì cũng có. Những người tu hành rất sợ điều này, họ rất cẩn thận, bởi vì mỗi ý nghĩ của họ đều sẽ trở thành sự thật. Nghĩ đến đá đã lập tức lăn đến tôi chỉ có thể nói ra một vài ví dụ vì tôi không muốn tiết lộ thể nghiệm bên trong nhiều nhưng tôi có thể nói với quý vị điều này những vị minh sư muốn gì là có nấy thật dễ dàng quý vị đi làm kiếm tiền rất cực khổ nếu như vị minh sư muốn tiền lập tức sẽ có tiền nhưng họ không dám nghĩ bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta có đều phải được thanh toán sòng phẳng ở thế gian này không có chuyện cho không, vì vậy không nên tham lam. Có những người tu luyện những pháp khác chưa đạt đến trình độ khá, còn tham tiền nên họ tìm cách ăn cắp. Ở nơi đây tu luyện cũng có thể ăn cắp được, không cần phải đến ngân hàng. Những người vì đồng tiền mà giết người thật tội nghiệp. Đó là một trường hợp rất phiền phức, đi đâu cũng sợ gặp cảnh sát, rồi giết người, hại người và rất có thể bị nhốt trở lại. Thật ra, ăn cắp là một việc rất giản dị, nhưng cần phải tu luyện. Những người tu như vậy có thể đi ăn cắp được, có thể đến Thụy Sĩ lấy đồng hồ Rolex, đi Pháp trộm bảo ngọc và nước hoa mà không cần đến bạo lực và cũng không cần phải đích thân đến đó. Cho nên những người tu hành thấy chúng sanh kiếm tiền quá cực khổ và làm những chuyện đáng buồn cười. Những người tu hành không cần phải kiếm tiền. Khi quý vị tu đến cảnh giới cao, lúc ngồi thiền, linh thể hoặc là chân thể của quý vị sẽ đến một cảnh giới rất cao. Lúc đó quý vị nghĩ, ngày mai ta cần 200 vạn đồng để trả cho người khác. Lúc về nhà sẽ có 200 vạn đồng ở trên giường. Đây là sự thật, không phải tưởng tượng nhưng cần phải tu đến cảnh giới cao mới có thể được như vậy. Đây là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không phải người này cố ý làm. Những người tu cao không cố ý nghĩ như vậy, hiểu không? Họ không dám nghĩ và cũng chẳng cần nghĩ. Thật ra, họ không cần tiền. Có một ngày, tôi đi đến ngân hàng gửi tiền. Thật là buồn cười. Tôi nói với người thâu ngân viên là muốn ký thác vào ngân hàng 900.000 đồng. Kết quả, số tiền tôi đưa cho họ còn nhiều hơn vậy. Những người thư ký hết sức ngạc nhiên. Họ nói, tại sao cô không chịu đếm trước? Cô biết cô có bao nhiêu tiền không? Tôi nói, không sao, đưa lại cho tôi số tiền còn dư là được rồi. Nhưng họ vẫn một bực hỏi. Trong lòng họ thắc mắc, tại sao lại có một người khờ dại như vậy? Đưa tiền cho người khác mà không chịu đếm rõ ràng. Rồi cả ngân hàng chạy đến nhìn tôi. Tôi nói, không sao, quý vị điếm là được rồi, còn dư thì trả cho tôi. Tôi không có điếm. Ở đây có mấy điếm dùm tôi còn nhanh hơn. Nhưng mọi người vẫn còn ngạc nhiên. Năm sáu người xúm lại nhìn tôi và dạy tôi cách giữ tiền. Họ nói, về sau cô không nên làm như vậy, phải đếm cho rõ ràng trước, nếu không người ta sẽ lấy tiền của cô. Tôi nói, Tôi không sợ, tiền này cũng không phải của tôi, không sao cả. Họ nhìn thấy tôi cầm nhiều tiền, lại không đếm, nên họ rất ngạc nhiên. Số tiền này là của quý vị đưa tôi để mua đất hoặc in sách. Tôi đem bỏ vào một cái túi, không rảnh mà đếm những tờ giấy này. Đếm một lần đã đủ phiền rồi, về sau lại thêm tiền. Phải đếm thêm lần nữa, thật là phiền phức. Vì vậy, tôi bỏ tất cả vào cái túi này hơn nữa tại ngân hàng có mấy điếm tiền rất tiện lợi cho nên tôi nói quý vị điếm đủ số còn dư thì đưa cho tôi bỏ vào trong bao thơ này là được rồi họ vẫn không tin thầm nghĩ rằng tại sao lại có một nhà tu như vậy thật khờ khạo hết chỗ nói tiền chỉ là một thứ giấy vừa hôi vừa dơ mà thôi tất cả vì quý vị nên tôi mới mua đất mua đạo tràng không có quý vị Tôi mua để làm gì? Có đạo tràng rồi thì phải quét dọn, phải cắt cỏ. Cắt không tốt thì tôi la, phí rất nhiều thời giờ và sức lực của tôi. Quý vị đều là nghiệp chướng của tôi. Không có quý vị, tôi không cần ở lại Formosa. Tôi sẽ không gặp nhiều phiền phức, không có nhiều người phỉ báng tôi, không có nhiều người bất mãn, phản đối và muốn hại tôi. Thật ra từ đâu có muốn làm những điều này Tất cả đều là vì quý vị Bồ Tát mà ra Đi ngân hàng bị người ta cười cho Cũng là vì quý vị Quý vị không giúp tôi đếm tiền Mọi người đem tiền bỏ vào một nơi Không cho biết là bao nhiêu Tôi lại không rảnh rỗi Đem tất cả bỏ vào ngân hàng Nên mới bị người ta cười như vậy Không có quý vị Thì tôi không cần có tiền Và cũng không cần phải đếm tiền Cất tiền không phải làm điều gì cả và không ai biết Thanh Hải là ai. Thật là sung sướng. Hai ba năm trước đây, tôi không có đệ tử. Lúc đó thật là thông thả, mặt mày hồng hào, mập mạp. Tôi mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Nếu quý vị không tin, có thể hỏi những người sống tại nơi tôi lưu trú trước đây hoặc xem những hình ảnh của tôi hồi mấy năm về trước thì rõ. Đang nói chuyện một kiện liên, bây giờ lại bắt sang chuyện ngân hàng. Quý vị muốn nghe chuyện Hima Lạp Sơn, tôi lại đưa quý vị đến ngân hàng đếm tiền. Thật là vui. Được, bây giờ ngừng. Hiện nay, dường như đã đủ tiền mua đất rồi. Quý vị không cần phải cúng giường. Có rất nhiều đất, không biết là nên mua ở đâu. Trước đây không có ai muốn bán cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có tiền, mọi người đều muốn bán. Tôi bây giờ cũng không biết nên mua chỗ nào. Có rất nhiều đất nhưng mắc quá. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm mua những mảnh đất rẻ tiền. Chúng ta không cần dùng nhiều tiền mà vẫn có thể mua được đất tốt. Quý vị nên hiểu rằng, không phải thứ gì quý là tốt. Cũng giống như minh sư vậy, không phải nổi tiếng mới là minh sư, hiểu không? Bây giờ tôi đã nổi tiếng rồi, cho nên tôi cũng không còn là minh sư nữa. Chuyện một kiện liên đã nói hết rồi sau khi ông cúng dường các tăng chúng, Phật thích ca bảo mọi người hợp lại niềm chú hồi hướng cho mẹ của ông ngày hôm ấy và được lên thiên đường. Không phải chỉ có mẹ có một kiện liên mà thôi, mà còn tất cả mọi người ở địa ngục nữa. Ngày đó tất cả địa ngục đều trống, nhưng chỉ một giây khắc sau lại đầy trở lại. Bởi vì chúng sanh mỗi sát na đều tạo nghiệp chướng, cho nên không phải những người mỗi ngày đi làm kiếm tiền mới quan trọng. Tôi và các vị xuất gia cũng kiếm tiền. Nhưng tiền mà tôi kiếm là vô hình. Tiền của quý vị chỉ là những tờ giấy. Còn tiền của những người tu hành là những công đức lớn lao. Thứ tiền vô hình đó là những công đức có thể dùng để mua vé máy bay đi đến Hy Mã Lập Sơn. Quý vị không tu nên không đến nơi đây được. Đương nhiên là chúng ta có thể ngồi máy bay đến đó. Nhưng đến để làm gì nếu chỉ nhìn thấy núi cao tuyết trắng, thấy mặt trời hoặc những cây tùng bách mà thôi. Tại Hy Ma Lập Sơn có rất nhiều nơi là chỗ ẩn tu của các bậc đại tu hành. Có những người đã sống từ A Tăng Tỳ Kiếp. Chúng ta không thể điếm được tuổi của họ, không phải hai ba ngàn năm mà thôi. Họ sống từ lâu lắm rồi, từ lúc mới khai sáng ra quả địa cầu cho đến ngày hôm nay. Ở nơi đó, họ còn bảo vệ những giáo pháp bí mật thí dụ như pháp môn quán âm công việc của họ là không để pháp mật này bị gián đoạn những người bên ngoài vì không tu hành hoặc không có đệ tử giỏi nên việc hoàng pháp bị gián đoạn về sau không có người truyền bá pháp môn quán âm này nữa còn những bậc đại tu hành phải ở lại những nơi này lúc không có đệ tử họ sẽ đi tìm hiểu không khi các cao đồ đều chết cả việc truyền pháp bị gián đoạn hoặc những người tu hành gặp nạn, bị sát hại hay là cả một quốc gia bị hủy diệt, vân vân thì vẫn còn những nhà đại tu hành đời đời kiếp kiếp sống ở đó bảo vệ truyền thống tu hành giải thoát này đem pháp này truyền lại cho những người có căn duyên. Nếu chúng ta muốn đi Hi Ma Lập Sơn phải dùng công đức mà đi không phải dùng tiền mà có thể đến đó được. Quý vị tu nhiều về sau, có thể một ngày nào đó, các vị đại sư phụ sẽ mời quý vị lên Hy Ma Lạp Sơn, cùng họ học hỏi những điều tu hành thần bí. Đây là một trường hợp hiếm có, bởi vì họ không thích những người phạm phu. Những người phạm phu đến đó đều vô dụng, hoặc không thể dạy được. Đầu óc của người phạm phu rất cứng, từ trường lại không tốt, chỉ đem phiền nào đến cho họ mà thôi. Nhiệm vụ của họ là chăm sóc toàn cõi nhân loại, không phải chỉ lo cho một hai người. Cho nên, không phải chúng ta muốn đến đó là được. Cho dù có đến được, chúng ta cũng không gặp được họ. Họ không hóa ra những hình dáng đẹp đẽ để chúng ta dễ nhận diện, hiểu không? Họ sẽ tàng hình nếu họ không muốn cho chúng ta gặp, hoặc có thể họ cũng muốn cho chúng ta thấy, nhưng chúng ta chưa chắc đã đến đó được. Nơi đó rất thần bí, cao khoảng trên 25.000 bộ Anh dưỡng khí rất ít, tuyết lại nhiều, rất lạnh. Người phàm phu không thể lên được, ngoại trừ dùng linh thể để đi. Nếu chúng ta dùng nhục thể này trào lên đó, sẽ chết ngay, và cũng chẳng có ích lợi gì. Các vị đại sư phụ ở nơi đây ăn gì để sống? Họ ăn lực lượng của tạo hóa. Họ không cần phải ăn uống, và cũng không cần dùng đến quần áo. Họ tự biến ra quần áo để mặc. Họ tu pháp môn quán âm dùng lực lượng âm thanh của nội tại, lực lượng của vũ trụ để nuôi thân. Vì vậy, dù họ đã sống qua mấy trăm ngàn năm, trong họ vẫn trẻ, giống như mới ngoài 20, 30 tuổi vậy. Tôi hy vọng có một ngày quý vị sẽ đến đó thăm. Đây mới thật là những điều giá trị của Hy Mã Lập Sơn. Ngoài ra, dạng núi này chẳng có gì ý nghĩa cả. Lại dĩ nhiên là phong cảnh nơi đây rất đẹp. Rất có thể sau này chúng ta sẽ có dịp đến đây ngoạn cảnh. Nhưng dùng nhục thể thì chỉ thấy được bề ngoài mà thôi. Phong cảnh ở Kashmir cũng đẹp. Đây là một thắng cảnh của Ấn Độ. Tại sao vậy? Bởi vì nơi đây đã được chỉnh trang lại và dân địa phương có một số sống trên thuyền. Lúc tôi ở đó cũng ngủ trên thuyền, không phải ngủ tại các lữ quán trên mặt đất. Tại đa số các lữ quán vùng này đều là thuyền. Một gia đình có thể có ba bốn chiếc thuyền lớn, rất đẹp, vừa to vừa rộng, giống như một căn nhà vậy. Trên mỗi chiếc thuyền có từ ba đến năm phòng ngủ. Chúng ta có thể mướn một, hai phòng, giống như ở lưỡi quán vậy. Sống trên thuyền thú vị hơn sống trên mặt đất. Chúng ta lên trên ở giữa hồ, trên có mây, dưới có nước. Một bên là tuyết trắng, một bên cây xanh. Thật là tuyệt đẹp. Nơi đây còn có những công viên rất nổi tiếng đó là những công viên được thành lập từ các vị vua thời xưa các vị này rất thích hoa cho nên công viên nào cũng rất xinh đẹp và rộng lớn xưa nay tôi chưa từng thấy một công viên nào đẹp như vậy đầy đủ các kỳ hoa dị thảo có núi non có những cây cổ thụ già đã mấy ngàn năm không khí lại trong sạch dễ chịu nền trời xanh thẳm với vài cụm mây trắng xa xa là núi cao tuyết trắng phủ đầy cùng những hàng tùng bách xanh tươi. Thật là đẹp. Tôi không thể diễn tả hết được. Thật đáng tiếc là lúc đó tôi chỉ có một mình tôi trên núi cao, lại nghèo, không có tiền mua mấy chụp hình. Nhưng tôi nghĩ rằng không có lại hay. Vì mấy chụp hình cũng chỉ ghi lại một vài góc cạnh mà thôi. Thật vậy. Lúc đó tôi có cảm giác không làm gì được, vẽ cũng không ra chụp hình cũng vô ích bởi vì thiên nhiên biến đổi từng giây khắc mỗi ngày mỗi khác mỗi nơi mỗi thay đổi thì chụp một góc cạnh của phong cảnh có ích lợi gì chăng hay chỉ là một cảnh đã chết tôi nghĩ tốt nhất là không có mấy chụp hình tự mình thưởng lãm mọi cảnh đẹp và ghi lại trong đầu óc của mình hi mã lạp sơn rất đẹp đây là nơi đẹp nhất trên thế giới này là linh địa của thế giới đời đời kiếp kiếp đều có người ở đó tu hành bây giờ có người đã mấy ngàn tuổi mấy trăm tuổi vẫn còn sống ở đó họ không phải là những người bình thường mà là những tiên nhân bồ tát họ có những công việc đặc biệt cho nên phải ở lại nơi đây họ phải bảo vệ nhục thể của họ vì nhiệm vụ phải làm người bình thường chúng ta không thể sống lâu như vậy thời gian đến là phải buông bỏ mà ra đi. Càng ở càng khổ, phải vậy không? Nếu có người muốn lưu lại thế giới này, tôi có cách giúp. Ở đến khi không còn răng nữa, muốn không? Tuần trước, tôi có nói ở Hy Sơn có một thứ nước trường xanh bất lão. Uống rồi sẽ sống rất lâu, rất già. Và đến không còn răng, tìm nha sĩ cũng vô ích. Chúng ta muốn tìm thứ nước trường xanh này cũng không được nghe kể rằng trước đây có một vị vua xâm nhập vào Ấn Độ, đến một nơi nào đó, đã tìm thấy nguồn nước trường xanh này. Ông bàn kêu bộ hạ đem nước ấy đến cho ông uống. Lúc ông sắp sửa uống vào, thì có một ông lão già, thật già, già đến nỗi một cái răng cũng không còn. trông vừa xấu, vừa càng cội, tiến lại, dùng giọng thiều thào nói rằng, xin bệ hạ dừng tay, đừng uống. Ngài nhìn tôi đây thì rõ, 400 năm trước đây Tôi cũng uống nước này để bây giờ thành như vậy. Muốn chết cũng không chết được. Muốn đi cũng không xong. Ngài thấy có ích lợi gì chăng? Xin đừng uống. Lúc đó, vị vua không dám uống nữa. Sự thật, vì muốn bảo vệ nguồn nước này, không cho phổ biến rộng rãi ra ngoài, nên vị hộ pháp của dòng nước này đã biến ra hình dáng như trên. Nếu không làm vậy, chắc sẽ có người đến lập một quán trọ bên đường để bán nước rồi mấy trăm mấy ngàn vạn người sẽ đến đó dẫm nát cây cỏ quanh vùng phá hoại bầu không khí trong lành đem nước ra ngoài bán xuất cảng sang mỹ pháp anh một khoảng thời gian sau dòng nước trường xanh sẽ cạn vì vậy vị thần hộ pháp nơi đây phải ngăn cản không để cho vị vua này uống nước nếu không sau khi uống được nước trường xanh rồi vị vua này sẽ đem quân lính của ông đến uống rồi không thể khống chế được ông nữa. Cả thế giới cuối cùng sẽ thành của ông. Điều này không thể để cho xảy ra được. Nếu chúng ta tìm thấy được dòng nước trường sinh bất lão ấy, thì cần phải uống ngay, đừng sợ. Có một ngày, chúng ta sẽ đi tìm. Muốn không? Ai muốn đi tìm nước trường sinh bất lão thì đưa tay lên. Anh muốn? Thật là ngu. Thế giới khổ hết chỗ nói, mà anh muốn ở lại. Vui lắm sao? chúng ta sống ở thế giới này một ngàn năm thì phải làm việc một ngàn năm không được về hưu về hưu rồi ai cho quý vị tiền đến lúc muốn đi cũng đi không được mỗi ngày phải đi làm kiếm tiền không được nghỉ ngơi dù có được trường xanh bất lão thì cũng phải trường xanh làm việc làm mỗi ngày để nuôi thân đem cơm đến cho thân xác ăn thật là chán nản một ngày nào đó Muốn rời thế giới cũng không đi được, hiểu không? Muốn trường sinh bất lão thì cần phải tu hành. Tu nhiều về sau có thể thành các vị đại sư trường sinh bất lão. Giống như các vị đại sư tại Hy Ma Lạp Sơn, hiểu không? Họ sống ở đó chỉ vì muốn bảo vệ thế giới này, muốn cứu chúng sanh mà thôi. Trường sinh như vậy mới có ý nghĩa, mới tốt và không bị đau khổ. Tại sao họ lại dành hết thời gian của họ ở lại nơi đó để bảo vệ thế giới của chúng ta. Tại sao họ không đến những cảnh giới cao, lại sống với thế giới vô thường này? Cứu chúng ta để làm gì? Có ai biết không? Có người trả lời, Phật Bồ Tát rất từ bi, các người phát nguyện vĩnh viễn sống tại thế giới này để giúp chúng sanh tìm đường giải thoát. Chỉ vậy thôi sao? Tôi nói để quý vị hay, họ không phải vì lòng từ bi mà là họ có nhiệm vụ như vậy. Nếu họ không truyền pháp, không làm cho con người có đạo đức, không tình hóa thế giới này, không làm cho bầu không khí này tốt thêm một chút thì họ cũng sẽ chết, cũng không thể tồn tại được. Bầu không khí này sẽ đè nén họ xuống bởi vì chấn động lực của họ khác. Họ là những thánh nhân, chấn động lực của họ rất vi tế. Phải có một chấn động lực vi tế, họ mới có thể tu hành và tồn tại được. Tại sao họ phải ẩn lánh trong rặng Hy Mã Lạp Sơn. Bởi vì nơi đó chấn động lực tương đối tốt, sự ô nhiễm của không khí ít hơn, cho nên mọi người muốn ẩn tu tại Hy Mã Lạp Sơn. Nếu thế giới này không có người tu hành, đạo đức đều băng hoại, thì họ không thể ẩn thân tại dạng núi này được nữa. Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ô nhiễm tràn đến. Nhưng hiện giờ nơi đây vẫn chưa đến nỗi nào cho nên họ bảo vệ chúng ta là vì muốn bảo vệ sự tồn tại của chính họ. Nếu không, họ phải đến những cảnh giới cao là những thế giới khác, không thể lưu lại nơi đây để săn sóc vũ trụ được. Họ có những công việc của họ, họ phải bảo vệ vũ trụ này, thí dụ bảo vệ chúng ta đến thế giới thứ năm hoặc ra ngoài tam giới. Đương nhiên, họ có thể đến những cảnh giới cao để làm việc có thể đi tới đi lui, ở nơi đâu cũng được, nhưng ở Ma Lạp Sơn tương đối tốt hơn. Đây là nơi thấp nhất mà tất cả các chấn động lực, các lực gia trì đều đổ về. Họ dùng lực gia trì này phân phát lại cho chúng sanh, như vậy là tiện nhất. Cũng giống như nước ở đại dương vậy, nước từ các nơi đổ dồn về đây. Đại dương chứa bao nhiêu thuyền cũng được, nhưng nếu chỉ là một dòng nước nhỏ, thì chỉ một chiếc thuyền cũng đã chật rồi. Bởi thế, Phật Bồ Tát sống tại thế giới này để làm việc là hay nhất. Trong kinh điển cũng có nói, Phật Bồ Tát thích làm việc tại thế giới ta bà. Quý vị chớ nên nghĩ rằng thế giới ta bà là một nơi tệ hại. Nơi đây rất xinh đẹp và kỳ diệu. Quý vị nhìn coi, mọi người đều khác nhau. Trăm ngàn vạn tỷ người đều khác nhau. Tìm thấy hai người giống nhau là một sự hy hữu hiếm có hoặc nếu có trường hợp này xảy ra, cũng không hoàn toàn giống nhau hẳn. Mỗi người đều có cá tính riêng, trên thân thể cũng có những dấu vết riêng. Chỉ cần nhìn kỹ một chút là nhận biết được ai là chị, ai là em. Thế giới này còn có rất nhiều loài vật, cỏ cây, hoa quả, sông núi, cảm tình, liên hệ giữa người với người, liên hệ về tình thương, sự thông minh của con người, vân vân. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta phải bảo vệ thế giới này. Chúng ta không những có bổn phận bảo vệ thân thể này mà còn phải bảo vệ thế giới nữa. Bảo vệ thế giới là gì? Tức là làm cho thế giới của chúng ta không đen tối quá, hiểu không? Khi đạo đức quá đen tối, sẽ có nhiều phiền phức xảy ra. Cũng giống như tài nguyên quốc gia của chúng ta rất phong phú, giàu có, nhưng mỗi ngày chúng ta sợ sẽ có người đến lấy mất đi vì sự kém đạo đức. Như vậy, việc nổi tiếng đối với chúng ta có ích lợi gì? Nếu gia đình chúng ta giàu có, nhưng con cái lại bất hiếu với chúng ta vì chúng còn vô minh, thử hỏi của cải đó có ích lợi gì cho chúng ta không? Nếu chúng ta là những người rất nổi tiếng, nhưng hàng ngày cứ sợ bị người khác đố kỵ, ám hại chúng ta, vì họ là những người thiếu căn bản đạo đức tu hành. Như vậy, việc nổi tiếng đối với chúng ta có ích lợi gì không? Cho nên, việc tu hành rất quan trọng, có thể đem lại bầu không khí lương thiện, hóa giải bầu không khí độc bên ngoài và sửa đổi ngoại cảnh. Thí dụ, một người vốn hung dữ, nhưng khi nhìn thấy chúng ta, họ có thể biến thành người hiền lương, không dám nói điều hung bạo. Trước đó, họ đã chuẩn bị những lời nói giận dữ, nhưng khi gặp chúng ta rồi, cơn giận tiêu tan, rốt cuộc đã cùng nhau ăn một bữa cơm trong hòa đồng thông cảm. Rồi hết chuyện hiểu ý tôi không không dùng bạo lực mới chính thật là bảo vệ thế giới bảo vệ thế giới cũng là bảo vệ chính chúng ta nếu chúng ta giàu có nhưng thế giới loạn lạc đối với chúng ta sự giàu có đó có ích lợi gì không sớm muộn gì rồi cũng bị người khác cướp mất của cải hoặc bị chiến tranh hủy hoại tài sản giết hại người thân của chúng ta cho nên đạo đức rất cần thiết tu hành rất quan trọng đạo đức có hai loại đạo đức bên ngoài và đạo đức bên trong đạo đức bên ngoài là dùng pháp luật hoặc khủng bố để cưỡng ép mọi người làm theo nhưng đạo đức bên trong mới là điều quan trọng cơ bản và cần thiết hơn có đạo đức bên trong nhất định sẽ có đạo đức bên ngoài nhưng nếu chỉ có đạo đức bên ngoài chưa chắc đã có đạo đức bên trong một ngày nào đó đạo đức bên trong sẽ được đánh thức và giúp ta tìm được lối thoát. Chúng ta tu hành là muốn đạt được đạo đức bên trong. Một người có tu hành, có ngồi thiền là người lương thiện. Một người tu pháp môn quán âm không thể đi giết người được. Vĩnh viễn họ không thể làm điều này được. Có phải như vậy không? Họ không thể ăn cướp, giết người. Cho nên không cần nói đến chuyện đạo đức. Chỉ cần tu pháp môn quán âm, sau này sẽ có tất cả. Có đạo thì có đức không có đạo thì đức cũng không luôn. Trong đạo đức kinh, lão tử có nói, chỉ cần có đạo thì mọi sự đều có, vì không có đạo nên mới cần nhân, lễ, nghĩa, trí tín. Chương 18 Đạo Đức Kinh Đại Đạo Pháp Hữu Nhân Nghĩa Những điều này chỉ là đạo đức bên ngoài, vì mất đạo nên mới cần phải khống chế người khác, cần phải có nhân, lễ, nghĩa, trí tín, tức là dạy con người làm những chuyện đạo đức. Một người đã có đạo, họ sẽ tự động hành đạo. Không cần phải học điều gì, hiểu không? Nếu mọi người đều tốt, thì luật pháp quốc gia sẽ không còn cần thiết nữa. Cũng vậy, nếu có nhiều người tu hành, thì thế giới này sẽ được sửa đổi. Nếu không, thế giới sẽ bị hủy diệt. Chúng ta tu, tức là cứu sinh mạng của chính chúng ta. Cứu thế giới, tức là cứu bản thân mình không có thế giới thì làm sao chúng ta tồn tại được? Quả địa cầu này thật đẹp. Tôi không muốn địa cầu bị hủy diệt. Thế giới này có rất nhiều người tốt, nhiều nơi đẹp đẽ, còn rất nhiều kỳ vọng. Mặc dù bầu không khí nơi đây không tốt, nhưng chúng ta có thể sửa đổi được. Muốn sửa đổi thì hãy cùng với tôi tu hành. Chúng ta tu chính là sửa đổi thế giới, không để cho thế giới sớm bị hủy diệt. Nếu không thực hiện được điều này thì thật đáng tiếc phải trải qua mấy trăm ngàn vạn kiếp mới có được một quả địa cầu trù phú phì nhiêu này nước mỹ đã tốn rất nhiều tiền của mới chế tạo được một chiếc hòa tiễn để lên mặt trăng quý vị có biết không tốn rất nhiều tiền nhưng quả địa cầu này lại không được ai trông nom phải dùng rất nhiều lực lượng bất khả tư nghị từ a tăng kỳ kiếp mới tạo dựng được một trái đất xinh đẹp như vậy lúc địa cầu vừa mới thành hình chỉ là một tinh cầu một hành tinh rất nóng không có ích lợi gì không ai có thể ở được bên ngoài vỏ thì khí nóng bên trong ruột thì lửa cháy không loài vật cây cỏ hoang vù như một hành tinh chết và vô dụng trải qua a tăng kỳ kiếp trái đất mới từ từ nguội lại rồi có nước có núi có cỏ cây rồi loài vật chim cá và loài người. Quả địa cầu này rất quý, rất quý. Có rất nhiều sinh vật nhờ trái đất này mà tồn tại. Nếu chúng ta không săn sóc thế giới này thì thật là tội nghiệp. Con người đã tốn rất nhiều tiền để lên thám hiểm mặt trăng, nhưng lại không chịu bỏ tiền ra để chăm sóc nơi mình cư ngụ là trái đất này. Như vậy là không được. Thật ra, cũng không phải chi tiêu gì cho tốn kém. Chúng ta rất sợ phải chi tiền ra, phải không? Chỉ cần chúng ta đồng tu Pháp môn Quán Âm là chúng ta có thể chăm sóc quả địa cầu của chúng ta được. Càng nhiều người tu, bầu không khí sẽ được cải sửa, trở nên lương thiện, đạo đức, ổn định hơn. Như vậy, sẽ không còn tai nạn, cũng không còn tận thế nữa. Nếu chúng ta không tu hành, nhất định những chuyện không may này sẽ xảy ra quý vị đều biết đã có hai lần thế giới bị đại chiến nếu vậy thì đại chiến thứ ba cũng rất có thể xảy ra dễ dàng các đại cường quốc đều chế tạo được đạn hạt nhân nguyên tử có khả năng hủy hoại cực mạnh vạn nhất có một ngày một người nào đó giận vợ con mất bình tĩnh tự ý nhấn một cái nút là chúng ta sẽ chết hết không cần phải hai cường quốc nga mỹ bất hòa mà chỉ cần người phụ trách việc điều khiển đạn hạt nhân ấy giận lên là đủ, hiểu không? Họ chỉ nhấn một cái nút là mọi vật đều bị hủy diệt. Tóm lại, không cần phải có chiến tranh, chỉ cần một hai người hoặc một đoàn thể thiếu sáng suốt là chúng ta mất tất cả, quả địa cầu cũng không còn. Những điều này chúng ta không thể nào kiểm soát được cũng không thể dùng lời nói để người ta nghe theo quý vị có thể nói với tổng thống một quốc gia nào đó nhưng làm sao quý vị tìm được những người phụ trách để thuyết phục họ không phải chỉ một mình vị tổng thống chịu trách nhiệm về việc duy trì hòa bình mà cả những người thuộc quyền của ông nữa và họ cũng có thể sai lầm cho nên dù tổng thống mỹ hay chủ tịch nga có bảo đảm hòa bình thế nào đi nữa chúng ta cũng vẫn sống trong nguy hiểm không an toàn hơn nữa chiến tranh xảy ra là do quyết định của rất nhiều người không phải là quyết định của riêng một vị tổng thống nào đôi khi tổng thống không thích nhưng các vị tướng lãnh quân đội có thể lật đổ vị tổng thống này được vì vậy chúng ta không có chút an toàn nào phương pháp an toàn nhất là chúng ta dùng lực lượng tu hành để sửa đổi bầu không khí của thế giới hóa giải sự thù hận Ngoài ra, những giải pháp khác đều vô dụng. Chúng ta không thể dùng tiền để mua chuộc lòng người, cũng không thể bảo họ phải làm điều này, chuyện kia, bởi vì lòng người thay đổi luôn. Hôm nay, quý vị nói với họ là hòa bình rất quan trọng. Họ tán đồng và tuyên bố: "Được, chúng tôi sẽ không chế bom nguyên tử nữa." Ngày mai, họ giận vợ lại tiếp tục chế bom. Con người không thể tự kiềm chế mình mà luôn luôn bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có phải như vậy không? Quý vị đều biết, khi vợ chồng bất hòa thì tâm tính của quý vị thay đổi thế nào? Có phải quý vị đánh con cái không? Các em nhỏ tuy vô tội nhưng cũng bị đòn. Khách khứa đến chơi, chúng ta cũng không thân mật với họ, mặt mày trông nặng nề, đồ đạc bất tứ tung có phải vậy không? Các nhân vật chính trị cũng vậy. Họ cũng là những kẻ phạm phu. Họ cũng bị chi phối bởi không khí gia đình. Khi con cái họ đau yếu, họ cũng bị ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta dựa vào tâm con người ở thế giới này sẽ không được an toàn. Ví dụ, có những quốc gia bất đồng lý tưởng. Họ đã đàm phán hơn mấy mươi năm rồi. Uống không biết bao nhiêu rượu, whisky, Coca-Cola, cà phê, ăn biết bao nhiêu thịt bò thịt heo ở không biết bao nhiêu khách sạn hạng nhất tốn biết bao nhiêu tiền thuế của người dân họ mà vẫn chưa đem lại một thành quả thật sự nào bởi vì lòng người đổi trắng thay đen không tin tưởng lẫn nhau và rất dễ bị ngoại giới chi phối chỉ những người tu hành cao mới không bị bên ngoài ảnh hưởng tất cả mọi người đều bị mọi giới ảnh hưởng dù cho người đó là ai là tổng thống vua cảnh sát hoặc những lao công đổ rác cho nên có những lúc chúng ta được người ta đối xử tốt một chút chúng ta cảm thấy vui mừng cởi mở làm chuyện gì cũng được nhưng khi có người đối với chúng ta không tốt bị chủ khiển trách vợ chồng cãi nhau thì tâm tính chúng ta cũng thành xấu ngay bạn bè đến chúng ta cũng không buồn tiếp đãi khách đến mua hàng chúng ta cũng không muốn bán Chúng ta không cần nghĩ đến tiền, cũng chẳng lo chuyện gì khác. Vì vậy, nếu không tu hành, chúng ta sẽ không thể tìm được sự an toàn. Muốn được an toàn thì phải tu. Tôi và các vị đệ tử xuất gia cũng giúp quý vị tu. Trong ba tháng kiết hạ an cư này, tôi và các vị xuất gia tu hành rất khổ cực. Nhưng quý vị cũng cần phải tu. Không tu không được. Tu hành là để cho chính mình được tốt hơn, không phải để tôi coi. Có những người đến đây mới tu, còn ở nhà không có tôi thì không tu, có phải không? Trong bài tôi giảng, có câu hỏi gì không? Nếu không có, thì chuẩn bị đi ăn cơm. Trước khi ăn cơm, phải cúng dường Phật, sau đó mới ăn. Cúng dường Phật là gì? Là cúng dường các vị minh sư đại khai ngộ. Minh sư đời đời kiếp kiếp các vị đại sư phụ thập phương tam thế, những người có đạo đức. Nếu như không có họ, chúng ta không có một chút giá trị nào. Chỉ cần sống độ trăm năm, khi thân thể này bị hư hoại, thì một chút giá trị cũng không còn nữa. Quyền tức khắc khai ngộ này vừa xuất bản ngày hôm qua. Tôi rất vui. Quý vị về nhà nếu rảnh rỗi nên mở ra xem, như vậy sẽ hiểu thêm chút ít. Trước đây không có sách, Mỗi tháng chỉ phân phát một ít bài giảng, dường như không đủ dinh dưỡng nên lớn không nổi. Bây giờ đã có một quyển sách rồi, tương đối sẽ thuận tiện hơn. Đây là quyển thứ nhất, hy vọng sau này chúng ta có quyển thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vân vân. Như vậy, quý vị sẽ được thuận tiện hơn. Mỗi ngày đọc sách đều có lực gia trì, đều được khai mở trí huệ. Không khác gì nghe tôi giảng kinh. Băng giảng cũng nên nghe nhiều thêm một chút. Nếu quý vị ngủ không được hoặc có chuyện gì lo lắng nên để băng giảng của tôi vào nghe rồi ngủ. Lúc tỉnh dậy sẽ thấy khác. Hoặc có thể đọc sách của tôi rồi hãy ngủ. Lúc tỉnh dậy cũng cảm thấy khác hơn. Có thể đem sách của tôi làm gối ngủ. Có người hỏi, được không? Được. Càng ngày sẽ càng khai mở trí huệ. Mọi người cười. Có người hỏi: Có bị lông thần hộ pháp đánh không? Không, nhưng trong kinh Phật có nói không được lấy kinh điển làm gối ngủ. Tôi nói được là được, tôi là thiền sư kiểu mới. Con người bây giờ tương đối không rảnh rỗi, đem sách làm gối ngủ có thể học thêm được một ít. Khi quý vị đọc sách, thường đọc rất nhanh, không nhớ gì cả, đem làm gối ngủ thì càng ngày càng nhớ hơn tôi sẽ dạy quý vị. Lúc quý vị ngủ thì tương đối dễ dậy hơn, đầu óc không có cứng như bây giờ. Đương nhiên cũng cần phải coi sách, không phải làm gối ngủ là xong, như vậy cũng không ích lợi gì. Mỗi ngày đọc một ít, không cần phải đọc quá nhiều. Nếu thích, có thể đọc hết một lần cũng được, nhưng mỗi ngày cần phải đọc một đoạn. Thân thể này mỗi ngày cần phải ăn cơm, tinh thần mỗi ngày cũng cần phải được cúng dường. Có thể nghe băng của tôi, như vậy sẽ giúp quý vị tu hành nhanh chóng hơn, hiểu không? Quý vị tu chậm quá. Nếu cả ngày không có thời giờ, ngay cả buổi tối cũng không rảnh, thì lúc ngủ có thể nghe băng dạng của tôi. Một bên tôi nói, một bên quý vị ngủ, như vậy cũng có ảnh hưởng. Quý vị cần phải lợi dụng bất cứ phương tiện nào giúp mình tu hành. Bởi vì có người hiện nay không đủ giờ tu, bị ngoại giới cám dỗ, quá nhiều ma chướng. Ma chướng không phải là những hình dáng ma quỷ, mà do bầu không khí của chúng ta, bầu không khí của đạn hạt nhân, bầu không khí phóng xạ, ảnh hưởng chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Còn nữa, nếu có thể, mỗi tuần nên để bụng mình trống một ngày. Đây là điều nên làm. Nếu như không được, thì để đầu óc mình trống một ngày. Phật giáo gọi đó là bát quan trai giới. Quý vị cần biết bát quan trai giới nghĩa là gì. Không phải để bụng trống và đọc kinh là đủ, cần phải tu pháp môn quán âm mới thật sự là bát quan trai giới. Dùng âm lưu rửa sạch nghiệp chướng của chúng ta, rửa sạch những ảnh hưởng bên ngoài. Như vậy, chúng ta mới có thể tận dụng mọi cơ hội để tu hành bất cứ thời gian nào, mỗi giây mỗi phút đều phải tu hành. Lúc ngủ cũng phải tu, để băng giảng của tôi rồi ngủ. Trên xe cũng có thể để băng của tôi. Trên xe buýt có thể tọa thiền hoặc đọc sách của tôi. Như vậy mới có thể giúp quý vị tu hành nhanh thêm một chút. Quý vị tu hành chậm quá, chậm quá. Tôi không thể kiên nhẫn đợi chờ. Tâm ấn đã hai tháng rồi nhìn lại cũng không có gì thay đổi không chút trưởng thành về nhà đem pháp môn của tôi làm gối ngủ không chịu tu có phải không xin quý vị giúp tôi một chút tôi năn nỉ thọ bác quý vị mỗi ngày hai tiếng rưỡi đồng hồ được không quý vị không cần cho tôi tiền chỉ cần mỗi ngày hai tiếng rưỡi đồng hồ là đủ rồi nếu không có cơm ăn tôi ăn rau cũng sống được nhưng nếu quý vị không tu thế giới này sẽ bị hủy hoại hiểu không cả dạy có thể nuôi dưỡng thân thể của tôi. Còn tiền bạc mà không đạo đức thì vô ích. Phương thức cúng dường tốt nhất cho tôi là tu pháp môn quán âm. Tu càng nhiều càng tốt. Đương nhiên tôi biết có những ngày quý vị không thể tu được hai tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng nếu có điều kiện thì nên tu hành. Có được bao nhiêu thời giờ thì tu bấy nhiêu. Và nếu không rảnh thì lúc ở trong nhà vệ sinh cũng có thể tu được, có thể tu được 10 phút. Nhưng đã có thời giờ vào đấy thì nhất định phải có thời giờ tu hành. Nơi đó cũng có thể tu được, phải không? Lúc đó không ai làm ổn quý vị. Công việc bên ngoài cũng để xuống, vợ chồng đều đứng ngoài cửa chờ. Quý vị có thể an tâm tu được 10 phút. Có thời giờ ăn cơm thì nhất định có thời giờ tu hành. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 6 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Sự tích lễ vu lan. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5.